Dalhousie ceremony is going to start in next few minutes. Please be seated. Thank you. Với một lần nữa xin được chào mừng quý vị đến với lễ bế mạc của giải đấu Vietnam Open 2016 presented by Vietravel. Ladies and gentlemen, welcome to the closing ceremony of Vietnam Open 2016 presented by Vietravel. Kính thưa quý vị, sau hơn một tuần thi đấu hào hứng và quyết liệt, ngày hôm nay chúng ta đã tìm thấy những nhà vô địch của Vietnam Open 2016 presented by Vietravel. Chắc hẳn giờ phút này, mỗi chúng ta đều tràn ngập cảm xúc sau khi chứng kiến những đường bóng đẳng cấp và đặc biệt đó là không khí nóng bỏng tại sân trung tâm của Lan Anh. After a week of thrilling and exciting matches, definitely the champions of Vietnam Open 2016 appear and definitely we are overwhelmed by the excitement and know that we are in the atmosphere as a central course today. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất dành cho các nhà vô địch của Vietnam Open 2016. Please join them a big hand. Kính thưa quý vị, đến tham dự lễ bế mạc của giải quần vợt quốc tế Vietnam Open 2016, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Now we gratefully introduce the presence of. Về phía Tổng cục Thể dục Thể thao, xin được trân trọng giới thiệu ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, nhà tài trợ chính của giải đấu. Kính thưa quý vị, giải đấu Vietnam Open 2016 chắc chắn sẽ không thể thành công như ngày hôm nay nếu không có sự đồng hành sát cánh của nhà tài trợ chính, Công ty Du lịch Vietravel. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện Công ty Du lịch Vietravel, ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, Vietnam Open 2016 cannot have happened without the sponsorship from the main sponsor, Vietravel. And now we would like to invite on stage Mr. Trần Đoàn Thế Duy, Deputy Director, to deliver us a speech. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý đại biểu, ban tổ chức, các vận động viên, trọng tài, các cơ quan báo đài và toàn thể khán giả đã có mặt tại buổi lễ bế mạc ngày hôm nay. Giải đấu Vietnam Open 2016 presented by Vietravel đã tìm ra những nhà du lịch mới. Tôi xin đại diện Công ty Du lịch Vietravel, nhà tài trợ chính của giải, xin chúc mừng các nhà tân vô địch. Cảm ơn các vận động viên đã mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những trận đấu hết sức sôi nổi, đẳng cấp cùng với tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Good evening, organization board, players, delegate, press agency and audience here today. We have just found the champion of tennis tournament in challenger level, Vietnam Open 2016. On behalf of the main sponsor, Vietravel, I would like to congratulate all of you for your success. Thank you for bringing us your wonderful tennis as well as the professionalism. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn quần vợt Việt Nam và công ty Stream Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn công ty du lịch Vietravel làm nhà tài trợ chính của giải Vietnam Open 2016. Đồng thời cũng không quên cảm ơn ban tổ chức giải đã làm việc hết sức mình để làm nên một giải đấu thành công, góp phần nâng cao vị thế của quần vợt Việt Nam. I would like to express my gratitude towards Vietnam Tennis Federation and Stream for your trust in Vietravel, which makes us the main sponsor of the event. In addition, I would like to thank the organization board for their great commitment to make this tournament become a big success and by so contributing to the development of Vietnam tennis. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn quần vợt Việt Nam không chỉ tại mùa giải Vietnam Open 2016 mà còn ở những giải đấu quan trọng trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ đưa Vietnam Open nhanh chóng trở thành một cái tên đáng nhớ trong lịch thi đấu ATP, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của các tay vợt xuất sắc trên toàn thế giới đến với đất nước Việt Nam. We hope that the partnership between Vietravel and VTF will continue not only until Vietnam Open 2016, but many years later. I strongly believe that this will make Vietnam Open become a remarkable name on international tournament calendar that draw attention to professional players all over the world. Một lần nữa, xin chúc mừng các tay vợt đã đăng quang tại Vietnam Open 2016.
Cảm ơn tất cả những cá nhân, các cơ quan ban ngành có liên quan. Cảm ơn quý khán giả đã chung tay làm nên một giải đấu thành công rực rỡ. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại tại mùa giải năm sau. Xin cảm ơn. Once again, congratulations on our champions. My big thanks to related department and individual who have contributed greatly for success of Vietnam Open 2016 presented by Viettravel. Best wish and see you at the Vietnam Open next year. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel. Và tiếp sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao và ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ thay mặt cho ban tổ chức của giải đấu trao bằng chứng nhận và tặng hoa cho đại diện nhà tài trợ chính cũng như các nhà đồng tài trợ của Vietnam Open 2016. Xin được trân trọng kính mời ông. Now we would like to invite Mr. Nguyễn Quốc Kỳ and Mr. Vương Bích Thắng to present flower certificates for the representative from main sponsor Viettravel. Và xin được trân trọng kính mời các nhà tài trợ, chúng ta sẽ cùng tiến lên ngay khu vực lễ đài để nhận hoa cảm ơn đến từ trưởng ban tổ chức của giải đấu cũng như các vị đại biểu. Xin được trân trọng kính mời các nhà tài trợ chính cũng như các nhà đồng tài trợ của giải đấu Việt Nam Open cùng tiến lên lễ đài để chúng ta nhận hoa cảm ơn đến từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. We also invite the sponsor as well, the co-sponsor on stage to present the gift. Vâng, kính thưa quý vị, ngay tại khu vực lễ đài của sân khấu, ban tổ chức của giải đấu đang tặng hoa cũng như bằng chứng nhận để cảm ơn các nhà tài trợ của giải đấu Việt Nam Open 2016. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay, những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúng ta thay lời cảm ơn các nhà tài trợ của giải đấu Việt Nam Open 2016 năm nay. Please give the sponsor and the co-sponsor a big hand. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt và xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ của giải đấu Việt Nam Open 2016. Please show your hand to thank all the sponsors. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Vâng, vừa rồi chúng ta đã xem trận đấu rất hấp dẫn, trận chung kết giữa Jordan Thompson và Gosuada. Và với những pha bóng rất hấp dẫn và kịch tính vừa rồi thì chúng ta đã biết được nhà vô địch của giải quần vợt VN Open 2016 là ai rồi, đúng không ạ? And the final between Jordan Thompson, the seed number 4, and Gosuada, the seed number 6, with exciting and breathtaking his hatches then. Now we would like to congratulations on the runners-up and the winner of Vietnam Open 2016. Và giờ đây xin được chúc mừng tay vợt Á quân đơn nam Vietnam Open 2016 presented by Viettravel. And now we would like to congratulations on the runners-up. Đó chính là tay vợt Gosuada. Vâng, và quý vị thân mến, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Please join him a big hand. Vâng, và để tặng hoa cũng như trao giải cho tay vợt Á quân của nội dung đơn nam Việt Nam Open 2016, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Hồng Lai, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Now we would like to invite on stage Mr. Trần Đoàn Thế Duy and Ms. Lê Thị Hồng Lai to present flower and check for the runners up. Vâng, quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho tay vợt Sueda. Please join our hand for the runners-up of single titles. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng tay vợt Sueda đã thi đấu rất nỗ lực và rất xuất sắc đạt giải Á quân của Vietnam Open 2016. Congratulations on Mr. Sueda.
Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Đoàn Thế Duy và bà Lê Thị Hồng Lai. Thank you very much. Và giờ đây chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nhà vô địch đơn nam Việt Nam Open 2016, Jordan Thompson. A big hand for the Jordan Thompson, the champion of Vietnam Open 2016. Và để trao giải cho nhà vô địch của chúng ta, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Long Vũ, trưởng ban biên tập truyền hình CAP Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, trưởng ban tổ chức của giải đấu, sẽ tặng hoa trao giải dành cho nhà vô địch của Vietnam Open 2016. Now we would like to invite on stage Mr. Nguyễn Quốc Kỳ and Mr. Trịnh Long Vũ to present flower and cheque for the winner. Vâng, và giờ đây chiếc cúp vô địch sẽ được chuyển đến cho tay vợt xuất sắc nhất của Vietnam Open 2016. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho Jordan Thompson. Another big hand for Jordan Thompson. Vâng, và với sự xuất sắc của mình, Jordan Thompson đã trở thành nhà vô địch đơn nam của giải quần vợt quốc tế Vietnam Open 2016 presented by Viettravel. Congratulations on the winner of Vietnam Open 2016 presented by Viettravel. Vâng, kính thưa quý vị, trận chung kết giữa Jordan Thompson và Go Suada với những pha bóng hấp dẫn, kịch tính đã kết thúc cũng như khép lại của giải quần vợt Việt Nam quốc tế Vietnam Open 2016 presented by Viettravel. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các tay vợt đã tham gia dành cho giải đấu thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ nhiệt tình cho giải đấu chúng tôi. Ladies and gentlemen, thank you.